Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Trang trí Nội thất Gia Huy. Thì cũng lâu lắm rồi, do công việc của mình khá bận cho nên là mình không có thời gian thường xuyên chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay thì anh em mình sẽ đi thi công tại Linh Bình, cách Hà Nội trên 100 km. Ngày hôm nay thì bên mình sẽ đi thi công trang trí lại một căn nhà. Các bạn cùng nhìn ở phần tường trước khi đứng thi công, đó là tường vừa chát xong đã được tạo nhám này để chuẩn bị ốp gạch, nhưng mà anh lại lựa chọn tấm xốp 3D để trang trí lại cho căn nhà của mình. Các bạn xem này, tường thì cũng không được phẳng lắm, tất cả các cái mép cửa thì được chát qua để ốp gạch thôi, cho nên nó không phẳng. Bên mình sẽ xử lý và trang trí lại. Đầu tiên là sẽ dùng keo xử lý để tạo cái độ bám dính và xử lý ẩm mốc tường sau này luôn các bạn nhé. Căn nhà được phối hai màu trắng và xanh, được chạy hai đường chỉ và một đường chân màu xanh biển nhạt, tạo cái cảm giác rất là dịu mát. Các bạn cùng theo dõi quá trình thi công nhé. Việc thi công thì cũng rất đơn giản thôi các bạn. Nếu phải xử lý keo thì các bạn sẽ dùng keo xử lý trước, chờ 10 đến 15 phút cho keo khô. Sau đó các bạn sẽ bóc tấm xốp và dán trực tiếp lên. Rất là đơn giản các bạn ạ. Còn về kỹ thuật dán thì các bạn chỉ cần theo dõi các cái video của mình trước đây thì có rất nhiều video hướng dẫn đấy, thì các bạn có thể dán kỹ thuật và sẽ rất là đẹp luôn ạ. Hiện tại thì từ giờ đến cuối năm, bên mình cũng vẫn sẽ tiếp tục áp dụng các chương trình khuyến mại, đặc biệt dành cho các khách hàng mà thi công ở khu vực Hà Nội. Các bạn muốn xem thông tin về giá, báo giá này, rồi là tư vấn thiết kế thi công thì có thể liên hệ qua Facebook, Zalo, YouTube hoặc gọi điện trực tiếp tới các số điện thoại của bên mình. Mình sẽ để tất cả các đường link ở phía dưới cho các bạn. Các bạn muốn xem gửi mẫu hoặc báo giá tư vấn nhanh thì có thể kết bạn Zalo của mình nhé, vào các số điện thoại ở phía dưới đó. Hiện tại thì bên mình sẽ nhận thi công toàn bộ các cái tỉnh ở khu vực miền Bắc và với diện tích là trên 100 m² nhé. Các bạn mà thuộc khu vực các tỉnh ngoại thành của Hà Nội thì trên 100 m² thì bên mình sẽ nhận và sẽ có thợ tư vấn cũng như là thiết kế thi công tận nơi cho các bạn. Thì các bạn nào ở ngoại thành thì cũng có thể liên hệ để được tư vấn báo giá. Các bạn cùng xem cái phần tường mà chưa thi công thì bề mặt tường cũng không được phẳng, các cái mép cửa thì chỉ được chát qua một lượt cho nên là quá trình thi công cũng hơi khó một chút đấy. Nếu tường của các bạn đã được chát phẳng rồi hoặc là đã năn sơn hoặc là quét ve thì khi thi công đến rất là dễ dàng, và khi thi công xong, hoàn thiện xong thì các bạn sẽ nhìn rất là đẹp. Đây là tấm xốp 5,5 ly các bạn nhé.
xốp màu xanh, còn xốp chạy chỉ màu trắng là xốp 7 ni. Rất là đẹp đúng không các bạn? Kết hợp giữa hai màu tạo cho căn nhà rất là sáng, dịu. Các bạn cùng xem phần trước và sau khi thi công thì đã khác biệt rất là rõ rệt. Tổng diện tích mặt tường thi công là trên 100 mét vuông các bạn nhé. Đây là anh chị chủ nhà đấy ạ. Anh chị chủ nhà rất là nhiệt tình luôn. Anh em mình về làm thì ăn uống và nghỉ ngơi tại nhà của anh chị. Thi công thì chắc khoảng 2 ngày, tính cả thời gian đi và về đấy ạ. Đây là quá trình chuẩn bị hoàn thiện rồi. Tất cả các cái phần tường bên mình đều xử lý bằng keo xong rồi mình dán các bạn nhé. Các bạn không nên dán trực tiếp lên luôn, bởi vì sau một thời gian thì khi mà hơi ẩm ở bên ngoài đẩy vào thì cái tấm xốp này cái độ bền của nó sẽ không cao. Cho nên các bạn nếu mà tường mà xây thô thì bắt buộc các bạn hãy dùng các cái tấm xốp loại dày, hoặc là các bạn dùng thêm keo. Các bạn quệt càng nhiều keo thì sẽ càng tốt. Và nhớ là khi quệt keo xong thì các bạn chờ 10 đến 15 phút để cho keo khô hết thì các bạn hãy dán nhé. Các bạn không nên dán luôn vào thì keo nó sẽ không ăn luôn ạ. Các bạn cùng theo dõi các cái phần tường mà bên mình đã hoàn thiện xong rồi. Tất cả các đường chỉ, hàng mạch rồi vân rất là thẳng, đều nhau. Tuy là tường có hơi gồ ghề một chút và hơi khó thi công, nhưng mà các bạn cùng xem sau khi thi công xong, quá trình hoàn thiện thì cũng rất là đẹp rồi đúng không ạ? Xuống con máy cho thằng hè côi thì đèo xong tí nữa chẳng nửa người để về đây mà xem. Tao thấy nhiều chỗ mời nhưng mà tao có thằng đi được mà đi chỗ để tao để bỏ thằng dương đàn này à, quán karaoke uống bia với mấy con lưng dân mình dương con viên điện này mời em vào đi. Phía trên là được đi bằng chỉ trắng là hai hàng gạch, phía giữa cũng hai hàng, và chân tường thì là sẽ là 5 hàng gạch. Và cuối cùng thì công trình cũng đã được hoàn thiện rồi. Các bạn cùng mình đi theo dõi lại một lần nữa nhé. Đây là loại xốp màu xanh 5,5 ni. Ở trong bảng màu của bên mình đó là màu xanh số 2 đấy ạ, kết hợp với cả màu trắng số 1.
Màu trắng này là xốp 7 ni, thì sự khác biệt của hai loại xốp này các bạn có thể nhìn này. Xốp 7 ni thì cái vân 3D nó rất là cao. Đây nó nổi ra, các bạn có thể nhìn thấy luôn. Nó dày hơn rất nhiều. Còn xốp 5,5 ni thì là cái mặt 3D của nó sẽ phẳng. Nó không nổi ra nhiều. Và cái quá trình mà thi công cái xốp 5 ni này cũng sẽ khó hơn là xốp 7 ni nhé. Vì nó có cái độ co giãn nhiều hơn, xốp nó mỏng hơn, ít keo hơn, nên là các bạn mà mua về thi công thì cũng nên cẩn thận một chút, thì các cái hàng mạch của nó mới thẳng nhau được. Nếu các bạn co quá tay thì cái khi hàng mạch của nó sẽ bị lệch nhau, và sau 1-2 ngày sử dụng thì nó sẽ lại đàn hồi về, thì nó sẽ bị lệch các hàng gạch, các cái mạch của nó sẽ bị lệch đấy ạ. Còn xốp 7, 8 ni, 9 ni thì các bạn dùng thoải mái, vì cái độ dày nó cứng hơn. Nên khi các bạn bóc tấm ra, nột cái tấm bảo vệ đằng sau ra thì các bạn co thoải mái, cũng không ảnh hưởng gì. Video của mình hôm nay thì cũng khá là dài rồi, thì các bạn có nhu cầu mà muốn được tư vấn thiết kế thi công thì có thể liên hệ lại cho bên mình nhé. Thì cuối cùng thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Các bạn có thể theo dõi các cái video khác ở kênh của mình nhé, rất là nhiều, trên 100 video cơ. Các bạn có thể xem để chọn các cái mẫu phù hợp với nhà mình. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký nhé, để ủng hộ kênh cho mình nhé. Mình sẽ thường xuyên cập nhật các video mới hơn. Thời gian này mình sẽ thường xuyên đi quay để chia sẻ cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.